dịch vụ cắt tóc về tận nhà hút khách trong mùa dịch. Chào mừng các bạn đến với trang tin mới mỗi ngày của Sài Gòn cuối tuần. Khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp thì tại thành phố Hồ Chí Minh, chính sách tạm thời dừng hoạt động các dịch vụ ăn uống tại quán, vỉa hè đã được thực hiện. Các tiệm làm đẹp mà trong đó có dịch vụ cắt tóc cũng không phải là ngoại lệ. Tính tới thời điểm này đã gần một tháng các hàng quán cắt tóc đóng cửa. Đối với chị em phụ nữ thì khoảng thời gian này tóc dài hơn cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều vì có thể buộc gọn lên cho thêm mát mẻ. Thế nhưng, cánh đàn ông thì lại khác. Nếu tóc dài hơn, không phải ai cũng muốn buộc lên để giống phụ nữ được. Nắm bắt nhu cầu khao khát được cắt tóc để tốt lại vẻ ngoài của cánh đàn ông mà nhiều địa chỉ cắt tóc, tiệm salon đã chuyển hướng dịch vụ sang hình thức về tận nhà. Thực chất, dịch vụ này cũng từng xuất hiện từ trước đó, nhưng tới thời điểm này thì trở nên phổ biến hơn và khách hàng cũng vì thế mà có thêm nhiều sự lựa chọn. Dịch vụ cắt tóc tại nhà tại quận 9, anh chị có nhu cầu liên hệ theo thông tin trong video nhé!